Nguyên một tuần vừa rồi không có quay video cho con vì là ở miền Bắc nó vào một cái đợt thay đổi thời tiết. Và bọn cho con nó bị dính một cái đợt ốm. Con cái vàng cháy. Con của cáo. Ê. Tai cũng đều bênh gốc hết rồi. Có một bạn ấy hỏi mình là sợ là cái bọn chó con này nó không tự lên tai được, thì mọi người có thể yên tâm, nó sẽ lên tai được. Con đen bốn mắt này là cái con mà nó độ bênh tai của nó cũng mạnh này, sắp tự dựng rồi. À, nó nhanh quá, nhìn cái tai của nó đó. Đen bốn mắt. Tai sắp dựng. Đó. Em này trong nhà thì tuyệt vời luôn. Em đen bốn mắt. Nguyên tuần vừa rồi thì một số bạn có nhắn tin riêng hỏi là sao đợt này không quay video cho con. Thì cái tuần vừa rồi là cái tuần thay đổi thời tiết, cho con nó bị dính một cái đợt ốm. Đến ngày hôm nay nó mới về trở về bình thường. Thì cái đợt ốm này nhìn thế thôi nó qua rất là nhanh, trong vòng một tuần thôi, nhưng mà nó làm rơi rụng mất 3 con Bắc Hà con. Cộng với lại 2 con cọc. Đây, Bắc Hà này. Đàn này là 5 con, rơi rụng mất 2 con rồi. Bây giờ còn một đực một cái. Coi như là đàn Bắc Hà con này sẽ chả giữ lại được con nào cả, vì có người đã đặt 2 con của đàn này rồi. Sợ nhất là chó ốm. Tất cả chúng nó là hôm nay là có thể nói là đã qua đợt bạo bệnh, qua đợt ốm. Con chó con thì hầu như con nào nó cũng sẽ trải qua một cái đợt ốm ở trong đời đó. Có thể là sớm, có thể là muộn. Hầu như là đều có trải qua một cái đợt ốm. Qua được đợt ốm thì gần như là cái tỷ lệ chúng nó sẽ tồn tại được. Đấy. Cho con thì hôm nay thì tất cả chúng nó đều đã có cái độ bênh tai rồi. Con to con nhỏ đều bênh tai hết, ít nhiều đều bênh tai. Cho cọc. Và cho con thì ở tầm này là có thể đoán luôn được, trong vòng vài ngày tới là có thể đoán luôn được, nó ổn định rồi. Là có thể yên tâm đoán cún rồi. Đây. Bênh tai này. Ra đây, một đứa ra đây nè. Cứ sán lại đây mà không chịu để cho anh bế à? À, đây nè. Đấy. Thế thôi nhưng mà gốc tai nó bênh rồi. Đực. Đây là đực con của con sứt. Ra đây. Bác Hà. Bế từng con một đi. Quay từng con một đi. Nhấc từng con một đi xem nào. Ok. Quay lại. Đây là con cái. Cái mông này thì không biết là nó là gì. Có lẽ là nó thành con gần như cục tịt. Con cái bênh tai. Con của sứt này. Cái này. Tai bênh rồi đấy. Thay lông đi nào nó sẽ vàng. Con của sứt thì nó có một cái đặc điểm người của nó là dáng người của con sẹo. Nó sẽ là con chó về sau, nó sẽ là con chó dáng cao. Cao chó chứ không thấp chó. Rất là dạn chó. Em gọi chúng nó ra đây. Để quay từng con một xem nào. Ra đây. Con của sứt tiếp, con đực. Bọn này răng lợi thì khỏi nghĩ rồi. Tất cả tai nó đều đã bênh tai nhá. Thôi được rồi, không phải tị với nó. Tí nữa rồi quay mình. Mình tị cái gì. Đực rựa Bắc Hà này. Tị vì nó được bế. Đây là con của sứt, con đực. Tai bênh rồi nhá, gốc tai này là gốc tai này nó bênh rồi đấy.
Nó bắt nạt em hả? À, dáng chân này, dáng này đúng dáng sẹo luôn. Muốn biết về sau dáng của con này nó như thế nào thì cứ nhìn con sẹo. Nó là cháu nội của con sẹo nhưng về sau nó sẽ rất là giống con sẹo cái dáng. Cái vàng cháy này, tai bênh rồi. Cái vàng cháy ngày hôm nay. Con của cáo. À, ngắm kỹ bọn này thì mọi người sẽ xem ở cái video trước, cái lúc nó còn nhỏ. Tầm này là bắt đầu nó vào tầm nó bắt đầu nó vỡ nét rồi. Bắt đầu đến tầm này là bắt đầu tầm nó vỡ nét vì là cái tai nó hơi bênh bênh. À, còn tai nó dựng hẳn thì nó lại ok. À, nhìn cái nét mặt của nó lại ok. Đây là con cái vàng to. À, con này là con của con cáo. Cũng con của con cáo. Hai con vàng cháy. Đều vàng rực luôn. À, con này thì coi như là cọc thỏ. Gọi nó ra luôn. Để quay hai con cùng lúc luôn. Không cho ra ngoài, không ấy. Nó không có nắng. Đây là qua hai con Bắc Hà vượt qua được cái cơn bạo bệnh, không bị ốm, ốm nhẹ rồi khỏi, là hai trong năm con vượt qua được, một con đực và một con cái. Đó. Thì anh mà đã đặt là anh ấy bắt hai con cái nhưng mà về Quảng Ninh. Nhưng mà nếu mà có thể đổi sang một đực một cái thì sẽ bắt hai con này. Có thể bắt luôn được. Sẽ liên hệ, em sẽ liên hệ riêng với anh ở qua Zalo. Ok. Cún thì khỏe mạnh. Qua cái đợt ốm này thì có thể yên tâm về cái sức khỏe của cún rồi. Yên tâm 100%. Một cái đợt ốm như thế này mà con chó nó qua được ấy, thì hiệu quả nó hơn 10 mũi vaccine. Dù là bọn này nó được tiêm vaccine một mũi rồi. Mũi thứ hai chưa kịp tiêm thì cái thời tiết nó thay đổi và nó phát sinh bệnh. Nó phát sinh, nó ốm. Nhưng mà một cái đợt ốm như thế này mà con chó nó vượt qua được thì nó hơn 10 liều vaccine phòng bệnh. Vì vaccine phòng bệnh là cái cơ chế của nó cũng tương tự như thế thôi. À, nó cũng là đưa một cái mầm bệnh yếu vào, gần giống bệnh, ở cái mức yếu yếu vào để cho cơ thể con chó nó tiêu diệt, cho nó quen đi. Còn đây là nó nhiễm bệnh thật nhưng mà nó khỏi được. Nên là cơ thể con chó nó sản sinh, con chó nó sẽ sản sinh được cái kháng thể của nó là siêu khỏe và nhiều. Và tất cả bọn này, những cái con mà nó khỏe, cũng có thể nói là những cái con khỏe hay là những con dính bệnh, nó đều đã trải qua một cái đợt gọi là vaccine tự nhiên. Vì ở cùng một cái môi trường, cùng một cái điều kiện như thế mà cái con mà nó có thể vượt qua được, nó không bị phát bệnh, là cái cơ thể của nó khỏe, nó tiêu diệt được cái mầm bệnh. Chứ không phải là nó không có mầm bệnh nhiễm vào người nhá. Vì là nó ở cùng một cái môi trường sống. Có một hai con nhiễm bệnh, tức là mầm bệnh nó có ở trong môi trường và tất cả các cái con chó con nó đều nhiễm. Khi mà trong một cái môi trường sống ấy, mà có một hai con nó nhiễm bệnh thì tức là tất cả chó con nó đều có mầm bệnh ở trong người. Nhưng nó tiêu diệt được thì nó không phát bệnh. Và những cái con mà nó bị nhiều, nó tiêu diệt không hết thì nó sẽ phát bệnh. Nó phát bệnh mà nó qua được, tức là cơ thể nó sinh được cái đề kháng. Nó chính là một cái loại gọi là vaccine ở trong tự nhiên. Thằng được giữ lại này, tương lai sẽ là một thằng để đi thi. À. Tài cảnh đúng rồi. Tài tự bênh rồi. Ok. Đó, mọi người, bọn nhóc con này thì hôm nay là quay để cái thực tế ở cái hiện tại chúng nó, tai chúng nó đã bắt đầu cho nó bênh rồi. Nó bênh tự nhiên. Tất cả cho nó tai đều bắt đầu bênh. Và chúng nó sẽ lên tai tự nhiên. Khi mọi người bắt chó con về và mọi người nuôi như mình hướng dẫn thì nó sẽ lên tai tự nhiên. Ok, cho mọi người ngắm chó con một chút.
hôm nay là nó hửng hửng trời thì cho nó ra ngoài, nhưng mà cho chút thôi, không chơi, không cho chơi thoải mái được. Chờ vài ngày nữa để cho nó ổn định thời tiết thì mới chơi thoải mái được. Nghề nuôi chó là một nghề cần một cái quả tim rất là khỏe. Những cái người mà có bệnh tim mạch thì không nên nuôi chó sinh sản. Vì là cái con chó con, cái nguy cơ của nó rất nhiều nguy cơ. Nó có thể rơi rụng. Nuôi là luôn xác định nó có cái tỷ lệ đấy rồi, nhưng mà khi mà nó phát sinh ra thì sẽ thấy là nó rất là mệt mỏi. Với bọn chó con này là sợ nhất là thời tiết nó thay đổi. Những cái đợt thời tiết thay đổi là những cái đợt mà nó phát sinh bệnh dịch. Cái con chó con ấy là nó, cái có thể nói là cái cơ thể của nó còn đang non và nó yếu, nó như là cái mầm cây nó mới nhú. Cái sự thay đổi nhanh của thời tiết là nó không có thích nghi kịp. Và khi nó không thích nghi kịp, nó yếu trong người. Nó yếu trong người thì nó là cái lúc nguy cơ nó phát bệnh. Nó nguy cơ nó phát bệnh là do người nó yếu nhá. Người nó yếu thì nó sẽ phát bệnh. Chứ còn nếu người con chó nó khỏe thì cái mầm bệnh lúc nào nó cũng có rồi. Nhưng mà người nó khỏe thì nó không bị phát, người nó yếu nó sẽ bị phát. Xin chào em. Được đúng không? Đúng rồi. Đúng thằng trai rồi. Rồi, đó. Còn chó con nó tính cách của chúng nó rất là quấn quýt, dạn chó. Đây là hai con lúc nãy quay này. Hai con lúc nãy quay bây giờ nó vào nên nó chơi này. Sờ cho nó một tí này cho nó quen ngay. Đây này em cún cái này. Con của cáo. Vàng cháy luôn. Đó, nhất bạch nhị vàng. Nhìn hai cái màu nhìn nó sinh khí. Nhìn vào nhìn có con chó màu vàng hay là con chó màu trắng nhìn nó có sinh khí. Màu trắng thì nhìn nó sang. Màu vàng thì nhìn trông nó cái sức sống. Mà vàng này là vàng cháy luôn đấy, vàng cháy khét luôn đấy, vàng rực luôn. Này về nuôi một mình thì nó lên tai ngay. Khi mà nuôi cả một đàn này là con chó nó sẽ lên tai chậm hơn. Vì sao? Vì chúng nó nô nhau ấy, con nọ nó gặm tai con kia, nó dễ bị mềm cái gốc tai. Nhưng tách ra một cái mỗi con ở riêng một nhà ấy, thì là nó tách ra mỗi con ở riêng một nhà là tai nó lên nhanh lắm. Nó bênh ngay.